Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn chỉnh sửa hàng loạt mô tả video trên kênh YouTube. Đầu tiên mình sẽ vào kênh YouTube Tủ Sách Vàng của mình. Các bạn vào YouTube Tủ Sách Vàng ha. Đó. Thì cái đoạn mô tả nó rất là quan trọng trong cái video. Vì các bạn muốn bán hàng được thì mình cần phải viết một đoạn mô tả chi tiết ha, để người xem người ta có thể vào đó thấy được cái thông tin của mình trên cái đoạn mô tả và người ta đặt hàng. Ok, thì đây mình có kênh YouTube với hơn 300 cái video đây ha, và những cái video mình làm cách đây đã lâu, mình cần cập nhật lại cái mô tả thì mình sẽ chỉnh sửa hàng loạt những cái video đó một cách nhanh chóng ha. Ok, đầu tiên các bạn sẽ vào cái hình logo ở đây và mình vào Twitter Studio. Ở đây các bạn sẽ vào kênh để mình lấy cái nội dung mặc định cho video tải lên. Đó. Thì các bạn khi mà mình đăng một cái video lên thì cái đoạn mô tả mình nên đưa nó vào cái mặc định cho video tải lên ở đây ha. Rồi. Mình sẽ copy cái đoạn mô tả mặc định này. Copy. Rồi. Copy ha. Ok. Sau đó, mình sẽ vào trình quản lý video. Đó. Thì ở đây mình có 333 cái video đây. Và mỗi cột nó sẽ hiển thị 30 cái video ha. Mình sẽ chỉnh sửa cho tất cả những cái cột này. Đó, ví dụ mình sang cột thứ 7. Và các bạn muốn nhảy sang cột khác thì mình sẽ nhập số ở đây. Mình muốn nhảy sang cột 10 mình nhập ở đây. Đó. Nó sẽ chuyển sang cái cột thứ 10. Cũng 30 video ha. Đó. Rồi. Các bạn sẽ nhấp vào cái hình ô vuông trên cùng để nó chọn tất cả 30 video trên cái cột số 10 này. Và mình sẽ vào cái ô hành động. Mình chọn là mô tả. Trong cái chỉnh sửa video của cái đoạn mô tả này, nó sẽ cho các bạn thêm vào đầu hoặc vào cuối, hoặc các bạn có thể xóa hết toàn bộ để thay thế mới cái đoạn mô tả. Ở đây mình sẽ chọn đặt thành đây ha. Mình thay thế toàn bộ nội dung và mình sẽ copy cái nội dung vào đây. Sau đó mình sẽ nhấn vào nút gửi. Ở đây nó sẽ hỏi mình có chắc chắn thay đổi không ha. Mình sẽ nhấp vào tôi hiểu và gửi. Đó. Thì nó sẽ chỉnh sửa 30 cái video này một cách nhanh chóng ha. Ok. Đó. Rồi mình sẽ vào mình xem cái video mẫu này. Đó. Rồi. Bạn vào vào đây. Phần mô tả đó, nó đã thêm rất là đầy đủ ha. Theo ý của mình, nó có đầy đủ nội dung thông tin ở đây để người dùng có thể vào liên hệ với mình thiết kế web ở đây. Ok. Rồi, vậy là video kết thúc ở đây ha. Các bạn thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.